Về tiếp cái Vios nha anh chị. Vios 2021 mẫu mới màu bạc anh chị, số sàn nha, số sàn bảng E 2021 mẫu mới rồi. Xe này thì lăn bánh được 50.000 anh chị, mới đăng kiểm tới tháng 5, đăng kiểm và đường bộ tới tháng 5 2026. Vỏ lớp thì gia chủ nó thay vỏ mới luôn rồi. Thay vì là 50.000 là vỏ nó còn nhưng mà nó hơi mòn, thì gia chủ nó thay luôn vỏ mới cho mình rồi. Cái đây là cái điểm lợi nha anh chị, cái điều lợi của mình. 2021 lăn bánh 50.000. Nội thất thì ghế da theo xe, được dán phim cách nhiệt, màn hình cam dê đầy đủ, vỏ lớp mới, đăng kiểm mới. Xe này anh chị nếu mà có mua về thì không phải tốn tiền gì nữa hết á. Bảo đảm với anh chị là xe chuẩn, rin, đẹp, chất lượng. Và bên Tâm bán cho anh chị với cái giá là 398 triệu nha anh chị. 398 triệu anh chị có ngay con xe Vios bảng E số sàn đời 2021 mẫu mới. 398 triệu màu bạc nha. Góc số Bình Dương. Góc Bình Dương, số Bình Dương. Đó. Xe thì chuẩn, đẹp, ưng ý. Anh chị nhìn tổng thể ha. Con xe nè. Mẫu mới thì nó có đèn LED nè. Đèn sau là đèn LED rồi chứ không phải đèn halogen. Mâm thì mâm phay sơn và 4 thắng đĩa ABS. Xe đẹp anh chị, góc số Bình Dương thì chất xe đẹp lắm, sơn rin còn trên 95%. Xe này Tâm cũng cho được là khoảng 9 điểm nha anh chị, cho 9 điểm. Chất lượng xe này thì không có điểm trừ nha anh chị nha, không có điểm trừ. Êm lắm, đi rất là êm và mượt. Hồi sáng nay anh em nó coi nó mua xong rồi Tâm có công việc, Tâm ghé Tâm lấy, đích thân chạy về nên thấy cái xe nó vừa ý anh chị. Xe này chạy vừa ý nha. Nội thất thì ghế da, màn hình cam dê đầy đủ anh chị, trần nỉ, bọc ni lông, chưa có bọc 5D ha. Ốc tán bản lời thì khá đẹp. 398 anh chị. Anh chị nhìn ốc tán nè. Xe này thì ưng ý nha. Rất là ưng ý nha anh chị. Keo chỉ riêng hết. Tắp lô tắp bi đẹp. Xe thì miễn bàn. Nội thất quá đẹp anh chị ơi. Xe bên Tâm mà lựa những cái xe đẹp vậy thì cái đầu vào nó cũng hơi nhỉnh nhỉnh chút nên anh chị thông cảm nha. Thì có nhiều địa phương, nhiều cơ sở, nhiều cái bộ phận và đơn vị bán có thể rẻ hơn hoặc là có thể cao hơn, cũng tùy theo đơn vị anh chị. Quan trọng nhất là cái sản phẩm của người ta như thế nào và cái thương hiệu nó có đáp ứng được cái mức độ an toàn hay không. Thì xe Tâm thì Tâm bao cho anh chị kiểm tra và check test nha. Cái này là Euro 50.000 anh chị. Trần nỉ nguyên rin, bọc ni lông, ốc tán thì mới tinh. Chất lượng xe này thì miễn bàn nha. 2021 anh chị. Xe ưng ý. Gặp gương auto, kính bấm auto, táp lô táp bi mới cứng luôn, keo chỉ rin hết. Vô lăng cần số đẹp ha, màn hình cam dê đầy đủ, có cân bằng điện tử nha anh chị. Xe ưng ý. Và giá thì bên Tâm sẽ để cho anh chị với cái mức giá là 398 triệu bao rút hồ sơ. Chất lượng xe nè anh chị. Bảy màu luôn, long lanh luôn. Vỏ lớp mới nha anh chị nha. Xe đẹp lắm. Xe này thì miễn bàn khỏi chơi, cái máy 7 màu luôn anh chị ơi. Máy gầm 7 màu, mới keng. Quan tâm để cái mức giá là mí cản, lai cản nó còn hết anh chị nè. Mí cản, lai cản còn hết không? Cái này Tâm bán 398 đó anh chị. 2021 mẫu mới hoàn toàn ha. Đèn sau là đèn đèn LED. Bánh dự phòng mới tinh.
Xe này thì đẹp khỏi chơi rồi anh chị. Từ keo chỉ nè, khung gầm, động cơ hộp số nè, mình thùng nước sơn nè, quá đẹp, quá xuất sắc. Cái giá của nó thì bên mình để cho anh chị là 398 nha. Màu bạc. Xe này mua về là xài không phải làm gì hết á, không tốn 1.000. Bảo đảm với anh chị lên thấy cái xe này anh chị chịu liền. Rất là mới anh chị. Mới đẹp, màu bạc nha anh chị. Màu xám bạc 2021. Gia đình sử dụng, một chủ từ đầu, cá nhân đứng tên. Không lỗi làm gì hết nha. Đăng kiểm còn dài, tha hồ xài tới tháng 5 2026 đó anh chị. Đèn gầm là đèn led luôn nha anh chị. Mới lắm. Anh chị chắc cũng thấy được cái chất lượng xe rồi ha. Xe này thì gương kính rin hết nha. Cái máy mới 7 màu luôn á. Máy quá mới anh chị. Nè nhìn cái bát mới cứng luôn ha. Cabo này, keo chỉ nè, rin 100%. Xe này thì xuất sắc rồi anh chị. Xe Bình Dương nó đẹp vậy đó anh chị. Từ còn những con ốc luôn, ốc bát rồi, màu nhôm rồi, máy móc rồi, mới ken xà len. Và bên Tâm để cho anh chị là xe này tâm bao cho anh chị là xe đẹp nha, cỡ 9 điểm trở lên nha anh chị, bảo đảm anh chị sẽ hài lòng với một con xe Vios đời 2021 số sàn bản E này. Không kinh doanh dịch vụ, không taxi Grab, gia đình sử dụng biển trắng, gốc số Bình Dương đó, tư nhân đứng tên. Quan Tâm đang đứng ủy quyền lần thứ nhất, mua ngay dân ngay chủ, mới ký ủy quyền lần đầu, giờ ra sang tên chính chủ cho anh chị luôn đó. Bảo đảm anh chị là một con xe tốt và chất lượng nha. Với cái sản phẩm này thì anh chị yên tâm sử dụng ha. Lót sàn trải thảm, rồi bọc vô lăng, rồi phim cách nhiệt, ghế da, đăng kiểm dài, vỏ mới. Thì đâu có còn cái điều gì để anh chị phải lo lắng nữa đâu. Một con xe nó hoàn chỉnh, nó tất tần tật và nước sơn rin hầu như là cả xe. Và giá thành thì tầm bán chỉ có 398 thôi anh chị. Anh chị lưu ý nha, thấy hợp lý xe này thì chốt đơn ủng hộ ha. Rất là nhiều sự lựa chọn tại công ty ô tô Duy Tâm. Và đây là một sự lựa chọn rất là phù hợp. Số sàn này anh chị có thể là về sử dụng gia đình nè, hoặc là chạy dịch vụ kinh doanh kiếm thêm cũng được ha. Xe đẹp, chất lượng tốt và 398 nha anh chị. Liên hệ Tâm để chốt đơn nha. Chân thành cảm ơn anh chị. Rồi, Tâm xin khép lại video này và hẹn gặp lại anh chị những cái video mới hơn. Xe về nhiều lắm. Tâm về
mới về tiếp một con Mazda 3 nè, rồi Kia Rondo nè, rồi i10 nè, rồi S-Trail nè, Mitsubishi S-Trail số tự động nè, 2019 nè, i10 220 số sàn, bạn đủ chạy 19.000 nè. S-Trail 2019 nhập Thái số tự động chạy 60.000 nè. Vios màu trắng số sàn form mới chạy 50.000 nè, đăng kiểm mới nè, màu trắng cam ai nè. Nhiều lắm, Tâm về nhiều, nhiều kinh khủng. Hôm nay Tâm về 5 hay 6 xe gì đó. Và tất cả những cái xe bên Tâm lựa thì càng ngày càng phát triển và càng ngày càng đi tiến lên để phục vụ những sản phẩm tốt cho anh chị, chứ không có mua đi thụt lùi nha. Mua xe, bán cái xe xấu, mua thêm cái xe đẹp, bán cái xe vừa vừa, mua thêm cái xe tốt, cứ vậy nâng lên nâng lên. Bởi vì trong cái công ty của Tâm bây giờ là không có xe vừa vừa anh chị, toàn là xe đẹp không à, xe xuất sắc không à. Anh chị thấy sản phẩm nào hợp lý và đang tìm kiếm thì cứ đến trực tiếp tại công ty ô tô Duy Tâm để lựa cho mình một con xe thật là hợp lý và vừa ý nha. Tâm còn khoảng 60 đầu xe nữa đang chờ anh chị đến để được phục vụ ha. Cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị nha.